Điện thoại nè. Đó, em bỏ miếng giấy mềm lên rồi đó. Kinh. Này nào phải lấy điện thoại cho tụi em. Giờ như gì? Chị Nguyễn Bích Hải chào tất cả các chị đang xem live. Chị nằm nhìn cái live em chấm cái gian chấm thì biết các chị đang xem live các chị ơi. Đây em coi được cái bay vàng. Các chị mình muốn mua cái gì cứ comment lên em sẽ lấy hết lên cho các chị mình xem luôn các chị ơi. Chị đang nhìn cái like của em, các chị chấm cho em chấm được biết các chị mình đang xem like. Chào tất cả các chị mình đang xem like. Mặt nữa anh. Chị lắc xích nhỏ nhiều lắc vậy chị? Dạ 300 chị ơi. Lắc xích nhỏ 300, lắc xích lớn 400, chị lắc xích nhỏ mình còn không mày? Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300, đây lắc xích nhỏ đây mấy chị. Nhận bi nhỏ nhiêu? Nhận bi nhỏ, nhận bi mã số 1 cho em 200k miễn phí ship chị ơi. Nhận bi mã số 1 200k miễn phí ship nha chị. To hơn tí là mã số 2. Đây mã số 2 đây chị. Hả? Mã số 1, mã số 2, 200 hết các chị ơi, 200 miễn phí ship các chị. Còn đây là mã số 3. Mã số 1, mã số 2, mã số 3, mã số 4. Đây mã số 4 đó chị. Mã số 5. 1, 2, 3, 4, 5. 200k miễn phí ship hết luôn đó chị ơi. Nhập bi. Chị này. Rồi ok chị. Có dây bi chiếu không nhỏ không? Dây bi chiếu ở bên em có một cỡ thôi chị à, Nhiên hay Dương ơi. Bên em có một cỡ. Có một cỡ này á chị. Hello tất cả các chị. Xin chào tất cả các chị mình đang xem live. Rồi đây. Dây bi chiếu có cái giá 700 luôn chị. Dây bi chiếu 700, lắc bi chiếu là 400. Ra đen, ra đen, ra vàng. Cái vàng đây, em vô đây em coi rồi. Rồi cho hai cái đen một cái luôn. Cũng được, để sao. Đây chị ơi, dây vi chiếu có giá 700 chị. Còn lắp vi chiếu 400. Lắp vi chiếu 400. Nó có chị chốt, cứ để lại mã kèm số điện thoại với em, số lên tất cả các chị. Bên em là trang sức đồng đỏ, các chị ơi, đeo nó chị huyết áp, tay tay chân, đúng rồi tay chân. Bên shop em có trách nhiệm bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn các chị. Rồi cái này là dây bi chiếu 700 mà lắc bi chiếu là 400 dùm em luôn. Rồi ok chị Hà Diệu nha. Chào chị Nhiên Dương nha, chào chị Triều Tiến. Chào chị Nguyễn Phượng. Chào chị Triều Tiến. Chào tất cả các chị mình đang xem live luôn mấy chị ơi. Này là dây bi 700 còn lắc bi chiếu là 400 luôn các chị. Chào chị Tâm Trần, chào chị Lương Tiêu Long. Chào chị Nguyễn Bích. Chào tất cả các chị mình đang xem live luôn mấy chị ơi. Chào tất cả các chị.
Rồi cái này là lắc xích nhỏ là 300 mấy chị, còn lắc xích lớn là 400. Chị nào chốt comment cho em là lắc xích nhỏ hoặc là lắc xích lớn và kèm số điện thoại của em luôn. Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300. Kèm mã và kèm số điện thoại của em chốt lên tất cả các chị. Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300. Vòng cặp vạn lý 450. Các chị mình muốn mua cái gì cứ comment lên giùm em nha, em sẽ lấy hết lên cho các chị mình xem luôn các chị ơi. Vòng cặp vạn lý 450, kèm mã và kèm số điện thoại này. Vòng cặp chạm đồng đỏ, vòng chạm đồng đỏ, các chị comment cho em là vòng chạm đồng đỏ và kèm số điện thoại cho em có cái giá 700. Vòng chạm đồng vàng là 600. Vòng chạm đồng đỏ là 700, đồng vàng là 600 các chị. Các chị chốt cái nào các chị cứ để mã và kèm số điện thoại giùm bên em chốt đây cho tất cả các chị. Em chào chị Cộng Vân, chào tất cả các chị mình đang xem live. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục live cho các chị đó. Vòng chạm bọc, vòng chạm bọc, đứa nào thì gõ đây ạ. Đứa nào gõ ngoài đây đây. Vòng chạm bồng có cái giá 400k miễn phí ship luôn các chị. Cái này là có ni em bé cho các chị mình luôn ha. Chị nào chốt comment cho em là vòng chạm bồng và kèm số điện thoại cho em có cái giá 400k miễn phí ship các chị. Vòng cặp kim cương 400k miễn phí ship luôn các chị. Chị nào chốt comment cho em vòng cặp kim cương và kèm số điện thoại cho em có cái giá 400. Vòng cặp kim cương. Các chị mình muốn mua cái gì thì comment lên giùm em ha. Em sẽ lấy lên hết cho các chị mình xem. Lấy lên hết cho các chị mình xem luôn các chị ơi. Vòng chân đồng vàng 600, vòng chân đồng đỏ 700. Vòng chân đồng vàng đây mấy chị 600, vòng chân đồng đỏ 700. Em thấy các chị mình đang xem live, các chị mình chấm chấm bài để cho em nhìn thấy các chị cho nó đỡ ẩn comment nha mấy chị. Tại vì Facebook bây giờ nó ẩn comment ghê lắm mấy chị ơi. Em chào chị Cộng Vân nha, chào chị, chào tất cả các chị mình đang xem live luôn. Em biết em bị mất Facebook mới tìm lại được Facebook chị ạ. À, Kim Yuna hả? Nhà vòng mã 31 có cái giá là 550 luôn mấy chị ơi. Kim Yuna khi nào rảnh thì qua đây mua cũng được, khỏi ship qua đó luôn em ơi. Tại vì khách người ta mà muốn nhận hàng trong ngày là họ chuyển khoản cho chị không á. Tại vì shipper số tiền nhiều á, người ta không có chịu ship hàng. Ít nhiều gì nó không chịu ấn. Đúng không? Quy định. À, ít nhiều gì nó cũng không chịu ấn đúng không? Có nhẫn một cao tí xíu là chị mới la nhẫn được nha. Chào chị Trần Nhung, chào tất cả các chị mình đang xem live. Vòng mã 31 em đang cầm trên tay nó có cái giá là 550. Chị nào chốt comment cho em là vòng 31 và kèm số điện thoại của em luôn đó chị. Vòng mã 31 550. Vòng mã 20 500. Vòng mã 20 và kèm số điện thoại giúp em có cái giá 500. Vòng mã 20. Lắc chân mã số 1 350 miễn phí ship. Chị nào chốt comment cho em lắc chân mã số 1 và kèm số điện thoại cho em có cái giá là 350 miễn phí ship nha chị. Lắc chân mã số 1. Lắc chân mã số 2 cũng có giá 350 luôn đó chị ơi. Lắc chân mã số 2 và kèm số điện thoại giúp em. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chút đăng các chị. Lắc chân mã số 2. Lắc chân mã số 3. Lắc chân mã số 3 350. Chị đang nhìn thấy like của em thì chấm vô cho em chấm để biết là các chị mình đang xem like nha mấy chị. Dạ em chào tất cả các chị mình đang xem live. Lắc mã số 3 màu nào cũng có 550. Chị nào chốt comment cho em lắc mã số 3, các chị ơi kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Lắc mã số 3
kèm màu kèm số điện thoại cho em có cái giá 550, đơn hàng là đi miễn phí ship hết cho các chị mình luôn. Chị nào chốt comment cho em là lắc mã số 3, các chị kèm màu và kèm số điện thoại giúp em, lắc mã số 3 550 miễn phí ship, miễn phí ship hết nhé. Em chào tất cả các chị mình đang xem like luôn đó chị ơi. Em đang đeo trên tay là một cái vòng, vòng mã 40, màu có rất là nhiều màu cho các chị, 850, vòng mã 40 màu trà ha. Em đang đeo vòng mã 40 màu trà. Em chào chị Dương Phạm, chào chị Lê Kim Cúc, chào tất cả các chị mình đang xem live luôn chị ơi. Nào nhìn thấy like em chấm lên cho em chấm để biết các chị mình đang xem live luôn mấy chị. Rồi bây giờ em sẽ lên vòng cho mấy chị. Vòng mã 20 có cái giá, vòng mã số 8 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em vòng mã số 8 và kèm số điện thoại giúp em có cái giá 600. Vòng mã số 8, các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em, chốt đơn cho tất cả các chị. Lắc mã số 2 có cái giá 800. Lắc mã số 2, các chị mình muốn mua gì comment lên giúp em. Lắc bi mã số 6 650, có nhiều màu lắm. Chị nào chốt comment cho em lắc bi mã số 6 và kèm số điện thoại giùm em, 650. Lắc bi mã số 6 rồi, ok chị Triều Tím. Lắc bi mã số 5 550. Chị nào chốt comment cho em lắc bi mã số 5 và kèm số điện thoại giúp em, 550. Bi mã số 5, ở bên em nhiều lắc bi lắm mấy chị ơi, nhiều lắc bi lắm. Các chị mình muốn mua cái gì thì comment lên giùm em, lấy lên cho nhanh cho các chị xem. Có nhẫn nhỏ hơi hộp nhỏ đỏ có nghe chị Hà Diệu nha. Rồi để em lên luôn cho chị đây. Đây mấy chị, nhẫn mã 38 có cái giá 200. Có nhẫn nam mặt chữ tàu không? Có mấy cái nhẫn nam mặt chữ tàu, anh đưa cho em coi. Đây màu nào cũng có nha mấy chị, nhận mã 38 đây màu nào cũng có hết. Chị nào thích màu nào thì cứ để mã và kèm số điện thoại cho em, 200k miễn phí ship mấy chị ơi. 200k miễn phí ship. Nhận mã 38 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 200k miễn phí ship cho tất cả các chị. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên là các chị mình yên tâm nha. Nhận mã 38 kèm màu kèm số điện thoại cho em, màu nào cũng có cho các chị hết, màu nào phải nhấc con mắt lên mới thấy đường nó tụt quá lên. Nhẫn mã 30 có cái giá 300. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 30 kèm số điện thoại cho em, 300. Mặt nam chữ tàu đây chị ơi, đẹp lắm. Đây nhẫn mã bao nhiêu ta, 50 52, nhẫn 52 chị ơi, đẹp lắm, mẫu mới. Nhẫn 52 có cái giá 300. Chị đã chốt comment cho em nhẫn 52 kèm số điện thoại giúp em luôn, có cái giá 300 chị. Nhẫn 52, chị đã chốt comment cho em nhẫn 52 kèm số điện thoại cho em. Ở đây chữ tàu nhà bao đẹp luôn nha, mẫu mới nha. Đó, nhận mã 52 kèm số điện thoại cho em, 300k miễn phí ship. 300k miễn phí ship. Có không hột không chị? Không hột, nhận xong không hột đó hả? Họ nhận gì á? Chữ tàu đó, không hột đó. Chữ. Rồi có một cái nhận đó là chữ tàu thôi chị ơi. 43. Rồi nhận đây nhận 43 cũng 300k luôn chị. Chị nào chốt comment cho em nhận 43 kèm số điện thoại cho em. Rồi đây chị ơi, cái nhận đây nữa, nhận 43 giùm em luôn, nhận lưới. Đó có chữ tàu ở trên ha, nhận lưới. Rồi có hai nhận đó là có kiểu có chữ tàu ở trên thôi. Nhận mã 30 300. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 30 kèm số điện thoại giúp cho em ha, có giá 300k. Miễn phí ship hết hoàn toàn cho tất cả các chị, đơn hàng với shop em đi miễn phí ship hết cho các chị mình luôn nha.
đoạn qua mẫu. Nhận mã 28 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá là nhận mã 28 có cái giá 280 miễn phí ship luôn các chị ơi. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 28 kèm màu kèm số điện thoại cho em ha. Nhận mã 28 280. Dây chuyền nhỏ rồi anh lấy lên đây đi cho khách xem luôn. Nhẫn này là nhẫn thỏi vàng đó chị ơi. Nhẫn này là nhẫn thỏi vàng, nhẫn mã 31 có giá 200k miễn phí ship luôn. Chị đã chốt comment cho em là nhẫn mã 31 kèm số điện thoại cho em. Nhẫn mã 31 200. Dây nhỏ đây chị ơi, chị thích dây cong hay dây khế hay là dây khăn lập? Nhiều dây lắm, dây chữ N. Đây là dây nhỏ nhất, dây chị rưỡi, dây khế, dây 101 có cái giá là 550. Chị nào chốt comment cho em dây 101 kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá 550. Chị nào chốt comment cho em là dây 101 và kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 550. Dây 101. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chút lên tất cả các chị. Dây 101 nha mấy chị. 550. Nhận mã 32 250. Chị nào chốt comment cho em nhận mã 32 kèm số điện thoại cho em mới nhận. Đây có một màu nữa nha mấy chị. Nhận mã 32 có cái giá là 250. Mấy chị chờ em. Lắc 24 là màu 24 hay sao chị? Có vòng 24 thôi chị. Vòng đồng vàng là vòng 24 có cái giá 600k một cặp. Hai chiếc hai cây siêu vàng luôn chị. Chị nào chốt comment cho em là vòng trơn đồng vàng kèm số điện thoại cho em. Bên em có cả vòng trơn đồng đỏ cho các chị nữa ha. Nhận mã 32 mọi đâu. Nhận cấp có cái giá 200k luôn các chị. Nhận cấp 200k miễn phí ship. Chị nào chốt comment cho em nhận cấp kèm số điện thoại giúp em ha. Nhận cấp là có cái giá 200k miễn phí ship. Các chị để mã kèm số điện thoại cho em. Nhận con cấp 200. Rồi các chị mình muốn mua cái gì comment lên giùm em luôn. Nhận mã 37 kèm màu kèm số điện thoại cho em có cái giá 200. Nhận mã 37 kèm mã và kèm số điện thoại cho em chú Lâm các chị. Nhận mã 37 có cái giá 200 các chị. Nhận mã 39 cũng có cái giá 200. Rồi chị nào chốt comment cho em nhận 39 kèm số điện thoại giúp em có cái giá 200. Nhận 39. Chị nào nhìn thấy like em chấm bài lên cho em nhìn thấy các chị cho nó đỡ bị ẩn comment nhé chị. Nhận mã 40 có cái giá 200 luôn. Chị nào chốt comment cho em là nhận mã 40 và kèm số điện thoại với em luôn các chị. Nhận mã 40 kèm mã kèm số điện thoại cho em có cái giá 250. 250. Nhận mã 40. Nhận mã 42 200. Nhận mã 42 kèm mã và kèm số điện thoại cho em 200. Nhận mã 42. Sáng mai có nhân viên tiếp nhận. 8 giờ sáng mai là có nhân viên rét tin nhắn cho các chị đó các chị ơi. Rồi ok cho Nguyên, chị Nguyên Kỳ nha. Mai là có nhân viên rét tin nhắn các chị đó chị ơi. 5 giờ chiều thì nhân viên nghỉ hết trơn rồi. Em chào chị Nguyễn Thị Ngân nha.
chào chị Dung, chào chị Trần Dung, chào chị Lê Nguyễn, chào tất cả các chị mình xem live luôn đó chị ơi. Nhận mã 43 kèm màu kèm số điện thoại cho em 280 miễn phí ship. Nhận mã 43 280 miễn phí ship luôn đó chị. Chị nào chốt comment cho em nhận 43 kèm màu và kèm số điện thoại cho em có cái giá 280 280, nhận mã 43. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em chốt đơn tất cả các chị. Nhận mã 43 280. Chị nào thích chốt đơn qua Zalo cũng được, có hai số Zalo trên bảng, mai có nhân viên rep tin nhắn các chị. Chị nào thích chốt đơn qua Messenger cũng được các chị ơi. Vòng cặp đồng vàng còn à chị? Vòng trơn đồng vàng có cái giá 600k một cặp chị ơi. Chị nào chốt comment cho em là vòng trơn đồng vàng và kèm số điện thoại cho em là có cái giá là 600k, siêu bền siêu đẹp luôn đó chị. Hai chiếc của nó là hai cây đồng vàng và đồng đỏ, xưa nay là nó chị huyết áp tay tay chân rút mồ hôi tay chân cho các chị luôn ha. Bên em cho chị gia hàng trước khi thanh toán ấy luôn đó chị. Nhận mã 44 có cái giá 200. Chị nào chốt comment cho em nhận 44 kèm số điện thoại em 200, nhận 44. Nhận 45 300. Nhận 45 kèm số điện thoại cho em có cái giá 300. Các chị chốt, các chị kèm mã và kèm số điện thoại giùm em chốt lên các chị nha. Các chị mình muốn mua gì cứ comment lên giùm, em lấy nó lên cho các chị mình xem luôn. Vòng cặp đồng vàng còn mẫu khác không? Còn đó chị. Đây chị ơi, vòng cặp đồng vàng còn là vòng chạm đồng vàng hay nữa chị, có cái giá 600 luôn. Chị nào chốt comment cho em vòng chạm đồng vàng và kèm số điện thoại giùm em có cái giá 600. Vòng chạm đồng vàng, các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chú đơn các chị. Em chào chị Mai Thanh Vân nha, chào tất cả các chị, chào chị Đồng Clip, chào chị Nguyễn Kỳ. Lắc mã 06 có cái giá 400. Chị nào chốt comment cho em lắc 06 và kèm số điện thoại giùm em luôn có cái giá 400. Lắc 06, các chị kèm mã và kèm số điện thoại giùm em. Lắc 06 có cái giá 400. 400 luôn chị. Lắc 05 có cái giá 500. Lắc 05. Chị nào chốt comment cho em là lắc 05 và kèm số điện thoại cho em có cái giá là 500. Lắc 05 500. Là tối nay lại con bao đây ha. Chào. Chào vô với nhau như là lại. Quên đeo nhẫn chị này. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị ơi. Chị nào nhìn thấy live em chấm 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 lên cho em nhìn thấy các chị ơi. Chị nào muốn mua gì comment giùm em nha, lấy lên cho các chị mình xem. Nhận chân đồng vàng chị nào lấy một cây là 300 miễn phí ship đó chị. 5 chỉ là 250, 2 chỉ 3 chỉ là 200, 5 phân với 1 chỉ là 150 miễn phí ship hết cho tất cả các chị. Lắc 59 có cái giá 800. Chị nào chốt comment cho em lắc 59 và kèm số điện thoại giùm em có cái giá 800. Lắc 59, các chị kèm mã và kèm số điện thoại lên chú lên tất cả các chị. Lắc 59 800. Lắc 24 850. Lắc 24 850. Lắc phá hộp có ký hiệu vàng ở trên móc khóa hết cho các chị mình luôn. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết mấy chị. Lắc mã 39 800. Lắc mã 39 phá hộp có ký hiệu vàng hết cho các chị. Trang sức đồng đỏ chị huyết áp tê tay chân rút một bộ tay chân. Lắc 39 800, các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em luôn. Lắc 42 950. Lắc 42 950. Cái đồng đỏ này các chị làm mới tại nhà, đánh chanh với xà bông rửa chén sạch sẽ, sấy thật là nóng, cách làm mới đồng đỏ tại nhà nữa chị.
lắc công 28 có cái giá 600. Lắc công 28. À, chị nào chốt comment cho em lắc công 28 kèm số điện thoại giùm em, có cái giá 600, bao đẹp bao sáng luôn mấy chị. Lắc công 28, các chị kèm đúng mã kèm số điện thoại cho em ha. Lắc mã số 7 700. Chị nào chốt comment cho em lắc mã số 7 kèm số điện thoại cho em 700. Lắc mã số 7. Em chào chị, chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị. Là lên đi ha, lên vòng cặp đi ha. Quên lộn để em lên xi măng lại thôi. À, tất cả các chị mình ơi, ở bên em là có 20 mẫu xi măng. Nhà nghiên cứu người ta đã nghiên cứu thành công cái màu vàng 18K cho tất cả các chị mình đeo thời trang rồi. Bên trong có ký hiệu vàng hết. Bên shop em bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị. Đeo cái đồng đỏ này, thứ nhất chị huyết áp tay tay chân đúng rồi, tay chân. Cái thứ hai là chuẩn đẹp màu vàng 18K cho tất cả các chị luôn, và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết hết chị ơi. Xi măng 7 ly có giá 850. Chị nào chốt comment cho em là xi măng 7 ly và kèm số điện thoại cho em với chị, có cái giá 850. Xi măng 7 ly. Chị nào chốt comment cho em là xi măng 7 ly kèm số điện thoại với em ấy chị ơi, có cái giá 850. 850 rồi, ok chị Nguyễn Hằng nha. Xi măng 5 chỉ 500. Xi măng 5 chỉ Hoàng xuống đây mẹ nói này tí rồi con. Chị nào chốt comment cho em xi măng 5 chỉ và kèm số điện thoại cho em có cái giá 500 đó chị. Xi măng 5 chỉ. Các chị kèm mã kèm số điện thoại cho em xuống đây tất cả các chị em chụp lại cái dưới này. Xi măng trơn 7 ly có cái giá 700 đó chị ơi. Xi măng trơn 7 ly 700. Chị nào chốt comment cho em xi măng trơn kèm số điện thoại giùm em 700. Xi măng trơn. Xi măng trơn cũng là mới tại nhà, là chanh với bông rỉ chén luôn đó chị ơi. Đây các chị, các chị pha giùm em cái chén nước giống như các chị rửa chén hàng ngày á, bắt thêm cái chanh nữa ha. Các chị rửa. Đây các chị. Rửa chanh với xà bông rửa chén rửa sạch sẽ, sấy thật là nóng, cách làm mới đồng đỏ tại nhà đó mấy chị. Các chị đánh được hết đó mấy chị nha. Xi măng giọt nước siêu đẹp có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em xi măng giọt nước và kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị. Xi măng giọt nước có cái giá là 700. Các chị chốt kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn tất cả các chị. Xi măng giọt nước 700. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em. Xi măng giọt nước có giá 700. Xi măng trà neo có cái giá 850. Chị nào chốt comment cho em xi măng trà neo 7 ly và kèm số điện thoại của em luôn mấy chị ơi. Xi măng trà neo 7 ly là có cái giá 850. Nói chung là các chị chốt á, các chị cứ để lại mã và kèm số điện thoại của em xuống đây tất cả các chị. Xi măng hoa văn 7 ly 850. Xi măng hoa văn 7 ly. Chị nào chốt comment cho em là hoa văn 7 ly và kèm số điện thoại giúp em có giá 850. Ở bên shop em có trách nhiệm bảo hành trọn đời không bay màu cho tất cả các chị. Em chào tất cả các chị mình đang xem live các chị ơi. Chào chị Bích Vũ nha, chào chị Ngọc Diễm, chào chị Nguyễn Thế, chào chị Nguyễn Úc, chào chị Loan Phương, chào chị Diễm Nguyễn nha, chào chị Trần Gái, chào chị Đa Linh, chào chị Lê Bích, chào chị Trần Lâm, chào chị Tây Dâu, chào chị Hồng Thắm, chào chị Cô Chính, chào tất cả các chị đang xem live, chào chị Trương Thành. Rồi chị nào chốt comment giùm em là xi măng nai kèm số điện thoại cho em có giá 700k. Xi măng nai siêu bền siêu đẹp đồng đỏ có thể làm mới tại nhà bằng chanh với xà bông rửa chén với nước lạnh rửa sạch sẽ sấy thật nóng mấy chị ơi. Bên shop em bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị. Hôm nay xong cái này là em sẽ lên combo cho các chị. Tất cả combo bên em có bán lẻ hết, các chị mình muốn mua cái gì bên em cũng bán hết. Chào chị Ngọc Thành, chào chị Nhật Băng, chào chị Vân Nguyễn nha. Chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị ơi.
Cái này là xi măng Gucci mã 2 có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em Gucci mã 2 và kèm số điện thoại cho em ha. Gucci mã 2 có cái giá 700k. Chị nào chốt comment cho em là Gucci mã 2 và kèm số điện thoại giúp cho em là được. Gucci mã 2 700. Hai ly mã 1 có cái giá 600. Em đang đeo hai ly mã 2. Hai ly mã 1 có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em là hai ly mã 1 và kèm số điện thoại cho em. Ở bên em là trang sức đồng đỏ, bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị. Móc khóa bấm, móc khóa lựu vàng. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn mấy chị ơi. Chị nào chốt comment cho em là Siemens à, 2 ly mã số 1 và kèm số điện thoại cho em. Nhận xanh em đang đeo 200k miễn phí ship chị ơi, nhận mã 71. Nhận mã 71 kèm số điện thoại cho em 200k miễn phí ship. 200k miễn phí ship luôn mấy chị. Nhận 71 kèm mã và kèm số điện thoại với em trước đơn tất cả các chị. Rồi ok chị Nguyễn Thị Tiên nha. Rồi chị nào chốt comment giúp giùm em là hai ly mã số 1 kèm số điện thoại với em luôn mấy chị ơi, có giá 600. Hai ly mã số 1. Dạ. Rồi em lên bộ xi măng siêu đẹp luôn mấy chị ơi, xi măng nâng bảng có giá 600. Chị nào chốt comment cho em. Vậy đó hả chị? Chị nào chốt comment giúp giùm em là xi măng nâng bảng kèm số điện thoại giúp em có giá 600. Xi măng nâng bảng kèm mã kèm số điện thoại giúp em với chị ơi, có cái giá 600. Xi măng nâng bảng. Cái này là xi măng Chanel 4 ly có cái giá 700 đó chị. Chị đã chốt comment cho em xi măng Chanel 7 ly và kèm số điện thoại giúp em ha. Xi măng Chanel 7 ly. Cần lắm sự chia sẻ của các chị á, các chị cho em một lượt chia sẻ lên hội nhóm đi mấy chị. Một chị cho em một lượt chia sẻ thôi để lấy tương tác. Em cảm ơn các chị rất là. Tối nay sao cái điện thoại nó tối mù luôn á. Nhìn thấy nó tối vậy sợ luôn. Chị có nhận gì ạ? Nhận cha o chị. Cha o là nhận gì ạ? Nhận gì đó chị Nhật Băng ơi, chị comment rõ rõ giùm em chọn chọn. Chị ơi nhận ngón trỏ hả chị? Nhận kim tiền chip 150 miễn phí ship chị, nhận kim tiền đô 170 miễn phí ship. Còn nhận đây là nhận trơn đồng vàng chị ơi, chị nào lấy một cây là 300k miễn phí ship, chị nào lấy 5 chỉ là 250. Chị nào lấy 2 chỉ, 3 chỉ là 200, 5 phân của 1 chỉ là 150 luôn đó chị. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn nha. Em đang cầm trên tay là cái bộ xi măng Chanel 4 ly có giá 700. Xi măng Chanel 4 ly và kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi em lên một cái bộ xi măng đẹp lắm mấy chị ơi. Xi măng kim cương có cái giá 600. Tất cả bên trong này là có ký hiệu vàng là QDHT nha mấy chị. Các chị ơi, các chị đừng có nhầm lẫn bên em với bên Kim Quyên nha. Bên em là Lịch Quyên đó mấy chị. Cũng có nhiều shop với giả tên thành Lịch Quyên lắm, cũng bán đồng đỏ nhưng mà là họ là bán hàng si. Bán hàng si nha mấy chị, cho nên là nhầm lẫn á. Nhận trà hả chị? Có màu trà nhiều lắm á chị ơi. Rồi ok, tí em lên cho chị. Sao hàng em gửi đi đổi lâu lắm mà sao shop chị chưa nhận được. Bên em mà nhận được đơn nào là gọi hết cho chị đơn đó rồi chị ơi. Có gì ngày mai chị cứ gọi về nhân viên kiểm tra lại cho chị nha. Em yêu cầu những cái chị mà hồi năm ngoái
vẫn còn đơn ở đây, các chị gọi về đi, bên em trả hết đơn cho các chị nha. Không có số điện thoại, không có tên luôn chị ơi. Cứ về đọc số đuôi điện thoại giùm em, tại vì nó mất hết rồi, nó còn có mấy số đuôi à, với lại là sản phẩm gì nói chính xác là bên em trả hàng cho các chị hết. Năm ngoái tới giờ luôn á mấy chị. Đâu mà năm ngoái, 2 năm luôn rồi á. Rồi, xi măng kim cương có cái giá 600. Là chốt comment cho em xi măng kim cương kèm số điện thoại cho em. Xi măng kim cương 600. Bên em mà nhận hàng của mấy chị thì giải quyết cho mấy chị liền, chứ không có để hàng của mấy chị đâu. Cho nên mấy chị yên tâm, nhận được đơn nào là xử lý đơn đó liền cho các chị hết. Xi măng kim tiền bao đẹp luôn mấy chị ơi. Xi măng kim tiền có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em xi măng kim tiền và kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. Có cái giá 700 luôn mấy chị. Xi măng kim tiền kèm mã và kèm số điện thoại cho em. Nhà đang bé đeo xi măng kim tiền, nó tới nó xem xi măng kim tiền cho em đây. Tới bỏ gì đây con? Tới bây giờ cái gì? Đổ sàn cái lắp xích nhỏ. Chấp nhận vậy đi. Gucci mã số 1. Gucci mã số 1 có giá 700 luôn mấy chị. Chị nào chốt comment cho em xi măng Gucci mã số 1 và kèm số điện thoại với em luôn nha mấy chị. Xi măng Gucci mã số 1 có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em Gucci mã số 1 và kèm số điện thoại với em luôn. Ở bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn mấy chị ơi. Rồi, xi măng bông lúa có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em xi măng bông lúa và kèm số điện thoại cho em. Xi măng lên bày các chị rồi ha, các chị có thể làm mới tại nhà, đơn giản lắm các chị. Mấy chị làm mới tại nhà giùm em á, đánh chanh với xà bông rửa chén, đánh tạch ra thoải mái luôn các chị ơi. Rồi các chị rửa sạch bằng nước lạnh. Có máy sấy thì sấy càng nóng càng tốt, nó càng bóng càng sáng lên mấy chị. Khi nào cũ lắm mấy chị mới làm mới thôi, còn em đang đeo là hơn 20 ngày rồi nè. Em đeo luôn trong tay, em đang test thử coi cái mẫu mới như thế nào. Ok lắm luôn á mấy chị. Ok lắm luôn, càng đeo càng bóng càng sáng, rất là đẹp. Rồi em coi mẫu bông lúa luôn nha. Đây giống em đang đeo. 2 ly mã 2 kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. 2 ly mã 2 có cái giá 600 luôn mấy chị ơi. Trang sức đồng đỏ đây nó đeo, nó trị bệnh cho các chị luôn nè. Trị huyết áp, tê tay chân, rút mồ hôi tay chân. Và nó chuẩn đẹp màu vàng 18k cho các chị mình đeo thời trang luôn. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị. Đây, xi măng. Xi măng 2 ly mã 2 giùm em. 2 ly mã 2. Xi măng trơn 4 ly 500. Nhẫn làm mới, nhẫn làm mới bằng cái bóp đánh răng cho em đi. Có nhiều chị lấy bóp đánh răng, đánh kem đánh răng cũng được, mà đánh chanh xong bóp rửa chén cũng được. Các chị cũng vệ sinh như vàng 18k vậy. Chị nào chốt comment giùm em có máy sấy thì sấy thật nóng, rửa sạch sấy nóng nha mấy chị. Xi măng trơn 4 ly 500. Đúng rồi, 500. Xi măng trơn 4 ly 500. Chị nào chốt comment cho em là xi măng trơn kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị. Xi măng trơn 500. Xi măng hoa văn 650. Xi măng hoa văn 650. Chị nào chốt comment cho em là xi măng hoa văn kèm số điện thoại cho em. 650. Xi măng hoa văn. Xi măng sấy kim cương 500. Xi măng sấy kim cương 500 luôn các chị ơi. Chị nào chốt comment cho em xi măng sấy kim cương và kèm số điện thoại giúp em. Xi măng sấy kim cương 500 nhẫn vàng, chị chờ em tí nha. Xi măng mã số 1 650. Chị nào chốt comment cho em xi măng mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. 650 xi măng mã số 1. Bông tai hả chị? Rồi các chị chờ em tí xíu. Cái set này là bên em có màu trà nè mấy chị, set 50 đây nè mấy chị. Cái set 50 này là bao đẹp luôn, bên em có màu trà nè mấy chị. Cái set này là cái set 50.
cái vòng mà có cái giá 900 đó chị, vòng 900. Chiếc nhẫn 250. Em có màu trà ha. Nguyên set này em có màu trà. À, đôi bông chị là muốn mua là 250. Cái mặt là 400 luôn đó chị. Cái mặt 400. Em có màu trà ha, nguyên set màu trà cái này luôn 1.900.000. Chị nào chốt comment cho em là set 50 kèm số điện thoại giùm em. Set 50 có cái giá 1.900.000. À, chị nào muốn mua lẻ cái gì thì bên em vẫn bán hết cho các chị ha. Set 50 1.900.000. Chị nào muốn mua lẻ bông hay nhẫn hay là mặt hay vòng gì bên em bán lẻ hết cho các chị nha. Chắc phải lấy đúng bộ màu trà ra là mai. Rồi em có cái bộ ngọc trai nhỏ nữa với chị ơi, có màu trà và màu trắng đó chị. Set 48 có cái giá 1.200.000 một set. Chị nào muốn lấy cái vòng có cái giá là 600. Chiếc nhẫn là 200. Đôi bông 250. Đôi bông 250. Cái mặt 200. À, chị là chốt comment cho em là set 48 kèm số điện thoại cho em, có màu trắng và màu trà. Set 48 kèm màu kèm số điện thoại cho em, có màu trắng và màu trà cho các chị. Chị là chốt comment cho em là set 48 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 1.200.000 một set nha chị. 1.200.000 một set, có ký hiệu vàng hết bên trong cho tất cả các chị mình luôn các chị ơi. Rồi em lên một cái set đẹp lắm đấy chị. Set này là cái set 33. Chị nào muốn lấy cái vòng 700. Chiếc nhẫn 250. Đôi bông 250. Trang sức đồng đỏ siêu bền siêu đẹp luôn các chị ơi, bảo hành trọn đời không mê màu cho các chị. Cái này là set 33, 1.400.000. Chị nào lấy nguyên set 1.400.000, cái mặt 250 giùm em luôn đó chị. Cái mặt 250. À, cái set này 1.400.000. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại cho em số đơn tất cả các chị. Bên em đi đơn lẻ vẫn miễn phí ship cho các chị mình hết, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn đó chị. Cho xem xi măng rồi ok chị. Bông tai chị chờ em tỉ nha. Trong set này em bán bông tai lẻ hết đó các chị. Các chị muốn mua các chị cứ lên giùm em. Anh lại lên cho em cái bông xi măng đi, lên xi măng lại các ạ. Rồi em lên một cái set bao đẹp luôn. Set đây gọi là cái set 12. Set 12 1.400.000 một set. Bao model luôn. À, chị nào chốt comment cho em là set 12 kèm số điện thoại giúp em luôn. Chị nào muốn mua cái mặt 250, chiếc nhẫn 250, đôi bông 250 miễn phí ship hết, cái vòng 650 miễn phí ship. Rồi chị nào chốt comment giùm em là set 12 kèm số điện thoại giùm em. 1.400.000 siêu bền siêu đẹp, độ bền của nó là ngang ngửa và 18k cho các chị. Rồi em like xi măng cho các chị xong rồi em sẽ like tiếp combo cho các chị mình nha. Tay xi măng giống em đang đeo mẫu mới, em đang đeo test thử hai mươi mấy ngày rồi, rất là đẹp luôn các chị ơi, màu cũng đẹp bền luôn. Cái này là xi măng 2 ly mã 2 kèm số điện thoại cho em luôn. Xi măng 2 ly mã 2 kèm số điện thoại cho em, có cái giá là 600k một bộ. Ở bên em có ký hiệu vàng bên trong hết nha mấy chị. Móc phá bấm, móc phá lưỡi gà như vàng 18k luôn. Chị nào chốt comment cho em là 2 ly mã 2 kèm số điện thoại em 600. 2 ly mã 2. À, kim tiền 7 ly em mới la xi măng xong. Kim tiền 7 ly 850.
Kim Tiền 7 ly 850. Chị nào chốt comment cho em là Kim Tiền 7 ly kèm số điện thoại giùm em 850 luôn đó chị. 850. Xi men mã số 1 650. Chị nào chốt comment cho em xi men mã 1 và kèm số điện thoại giùm em. 650 xi men mã 1. Vu xì mã 2 700. Chị nào chốt comment cho em vu xì mã 2 kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá 700. Vu xì mã 2. Xi men kim cương bao đẹp luôn. Có cái giá 600. Xi men kim cương. Chị nào chốt comment cho em xi men kim cương và kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị ơi. Có cái giá 600. 600 xi men kim cương. Xi men nong chỉ. Nong là không có khóa nha mấy chị. Xi men nong chỉ 500 luôn mấy chị ơi. Xi men nong chỉ 500. Xi men bên em có hai loại xi men nong, là em nói xi men nong cho các chị cho rõ ha. Xi men bên em có nong chỉ và nong bảng nha. Đây các chị, đây nong bảng đây. Nong bảng 600, nong chỉ 500. Nong bảng 600, nong chỉ 500. Kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho tất cả các chị. Bên em khi đi có kèm theo cái phiếu bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị. Bây giờ có không có phiếu bảo hành nó cũng không bay màu luôn mà các chị lo. Tại vì cái này là bên em làm đồng đỏ nguyên chất, từ đồng xu cán ra đồng đỏ để trị huyết áp tay tay chân, rút mồ hôi tay chân cho mình. Xi men trơn 4 ly 500. Chị nào chốt comment cho em xi men trơn 4 ly kèm số điện thoại cho em. Xi men trơn 4 ly 500. Xi men hoa văn 7 ly 850. Chị nào chốt comment cho em hoa văn 7 ly kèm số điện thoại giùm em. Hoa văn 7 ly 850. Nói chung các chị chốt thì các chị cứ lên số điện thoại kèm mã. Chị nào muốn xem rõ hơn ngày mai bên em gửi ảnh Zalo cho các chị xem lại rõ hơn. Xi men sấy kim cương 500. Chị nào chốt comment cho em là xi men sấy kim cương và kèm số điện thoại giúp em 500. Xi men sấy kim cương. Xi men giọt nước 700 luôn mấy chị. Chị nào chốt comment cho em xi men giọt nước kèm số điện thoại giúp em ha. Có cái giá 700. Xi men giọt nước. Tất cả bên trong này có ký hiệu vàng hết cho các chị nha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn mấy chị. Móc khóa bấm, móc khóa được già hết. Xi men trơn 7 ly 700. Xi men trơn 7 ly 700. Xi men 2 ly mã 1 600. Xi men 2 ly mã 1. Chị nào chốt comment cho em 2 ly mã 1 và kèm số điện thoại cho em. 2 ly mã 1 600. Chà neo 4 ly 700. Chà neo 4 ly. Độ bền của nó là đeo ngang ngửa vào 18k luôn các chị. Chị ơi dây đeo bao nhiêu tiền vậy chị Trương Thúy ạ? Dây em đang đeo là dây bi có cái giá 600 đó chị ơi. Dây bi mã số 4. Dây bi mã số 4 á chị, có cái giá 600. Mặt ngũ sắc lớn 550. Chào chị Nguyễn Ảnh nha. Chào tất cả các chị mình đang xem đó nha mấy chị. Xi men chà neo 4 ly có cái giá 700. Chị nào chốt comment cho em chà neo 4 ly kèm số điện thoại cho em mấy chị ơi. 700. Chào Nguyễn Thu nha, chào tất cả các chị mình đang xem đó nha. Rồi em lên một cái bộ xi men siêu bền siêu đẹp luôn. Xi men kim tiền 4 ly 700. Ở trên bảng nhà em có hai số Zalo đó mấy chị. Chị nào thích chốt đơn qua đó cũng được. Các chị cứ đi vào cái mục hình ảnh đó, các chị xem ảnh thoải mái rồi. Ngày mai sẽ có nhân viên rep tin nhắn cho các chị. Xi men kim tiền kèm thứ bài cho em luôn, nó có giá 700. Tất cả đơn hàng bên shop em đi miễn phí ship cho các chị hết. Chị nào mua hai bộ bên em tặng kèm nhẫn kim tiền cho các chị luôn nha. Tặng kèm nhẫn kim tiền đi đơn hàng miễn phí. Xi men bông lúa có cái giá 600. Chị nào chốt comment cho em xi men bông lúa và kèm số điện thoại với em luôn đó chị.
nó có giá 600, xi măng bông lúa. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại của em chốt đơn tất cả các chị. Xi măng gu xì mã 1 700. Gu xì mã 1 có 20 mẫu xi măng cho nên các chị tha hồ mà lựa thoải mái luôn đó chị ơi. Rất là nhiều mẫu xi măng. Gu xì mã 2, gu xì mã 2. À quên lộn, em nhầm. Gu xì mã 1. Gu xì mã số 1 700. Chà neo 7 ly 850. Chà neo 7 ly. Các chị comment cho em chà neo 7 ly và kèm số điện thoại cho em. Chà neo 7 ly 850. Em chào anh Thiện nha, chào tất cả các chị mình đang xem live của chị ơi. Dây chị đeo nhiêu trả lời cho. Hả? Dây chị đeo nhiêu trả lời. Rồi rồi rồi. Dây em đang neo mã số 4 đúng không? Xi măng nai có cái giá 700 luôn mấy chị. Chị đã chốt comment cho em xi măng nai kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá 700 xi măng nai. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em nha. Xi măng hoa văn 650. Xi măng hoa văn và kèm số điện thoại giúp em 650. Chị đã chốt comment cho em xi măng hoa văn kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá là 650. Rồi giờ em sẽ lên nhận trà cho các chị gì đó chờ lâu quá ha. Có cái set trà đó không? Đây nè, đây này, có màu trà rồi. Đây chị ơi, cái này có nguyên set màu trà luôn. Chị nào thích chốt lẻ bên em đi ra hàng lẻ vận miễn phí ship cho các chị mình hết ha. Này là set 26 với chị. Có nhiều màu lắm. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18K, bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn ha. Chị nào lấy cái vòng set 26 này là có cái giá 800. Vòng set 26 800. Nhẫn set 26 300. Nhẫn set 26 300. Bông set 26 250. Bông set 26 250. Mặt set 26 250. Miễn phí ship hết. Chị là chốt comment cho em là set 26 kèm số điện thoại cho em, nguyên set 1.500.000 với chị. Nguyên set 26 1.500.000. Các chị chốt cứ để mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn tất cả các chị mình luôn. Chị là chốt comment cho em là set 26 và kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 1.500.000. Nhiều màu lắm. Chị nào thích xem màu gì em lấy cho các chị xem. Rồi em lên một cái set 08. Set 08. Chị nào lấy cái vòng 800. Nhẫn 208. Đôi bông 250. Đôi bông 250. Cái mặt 208. Set 08 kèm số điện thoại với em luôn mấy chị, 1.500.000. Chị nào mà lấy một set là 1.500.000 set 08. Set 08. Cho chị xem lại vòng set 12 hả chị? Ok chị. Đây chị ơi, vòng set 12. Bên em có nguyên set luôn á. Bên em có nguyên set luôn là 1.400.000. Rồi tí nữa em like nguyên set cho các chị xem luôn. Nguyên set luôn. Chưa. Like rồi mà. Luôn. Vòng set 12 650, nhận set 12 250 luôn chị. Các chị chốt rồi cứ để đúng mã kèm số điện thoại cho em nha. Bông vặn nít hay giò gà vậy? Bông nít đẩy á chị. Bông nít đẩy đó chị ơi. Vòng chà neo mã 1. Chị nào lấy cái vòng là 800. Chiếc nhẫn là 208. Chiếc nhẫn là 208 miễn phí ship. Cái vòng 800. Cái đôi bông 250 luôn đó chị ơi. Đôi bông 250. Nhẫn hột tím giá nhiêu? Nhẫn hột tím 300. Nhẫn 104. Kèm màu. Kèm số điện thoại cho em màu nào có nha mấy chị. Nhẫn tím em đang neo màu nào có hết. Set chà neo mã 1 đây nó có cái giá 1.500.000 một set. Chị nào mua lẻ mặt 208 miễn phí ship này. Đôi bông 250. Chiếc nhẫn 208. Cái vòng 800. Chị nào lấy nguyên set 1.500.000. Chị nào lấy nguyên set 1.500.000. Chị nào chốt comment cho em set chà neo mã 1 giùm em nha. Set chà neo mã 1 rồi em lên set ngũ sắc cho các chị ha. Set ngũ sắc. Em đang đeo mặt ngũ sắc lớn nè mấy chị, 550.
đây chị Đào lấy cái vòng ngũ sắc 800. Vòng ngũ sắc 800. Nhận ngũ sắc 300 luôn mấy chị. Nhận ngũ sắc 300 miễn phí ship. Vòng ngũ sắc 800 miễn phí ship. Bông ngũ sắc 250 miễn phí ship luôn mấy chị ơi. Bông ngũ sắc 250 miễn phí ship. Chị Đào lấy mặt ngũ sắc nhỏ 250. Mặt ngũ sắc nhỏ 250. Nguyên set mặt ngũ sắc nhỏ 1.500.000. Chị nào lấy nguyên set mặt ngũ sắc lớn 1.800.000. Nguyên set mặt ngũ sắc lớn 1.800.000. Rồi em qua mẫu luôn. Set ngọc trai 1.200.000 một set. Set ngọc trai 1.200.000. Chị nào lấy cái vòng ngọc trai 600. Chiếc nhẫn ngọc trai 250. Nhẫn ngọc trai 250. Bông ngọc trai 250 luôn đó chị. Bông ngọc trai 250. Bông ngọc trai 250. Nhẫn mặt ngọc trai 250. Chị nào chốt nguyên set thì combo cho comment cho em là nguyên set 1.200.000. Nguyên set ngọc trai 1.200.000. Độ bền của nó là ngang ngửa và 18K, có ký hiệu vàng bên trong hết cho các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên cái set 11. Set 11 có cái giá 1.400.000. Cho coi vòng trà neo cho chị xem là nhé. Vòng trà neo mã mấy vậy chị Hàng? Anh em ơi, mình mới lên vòng trà neo mã 1 không? Đưa đây em lên lại. Rồi bây giờ em chuẩn bị lên set trà neo cho các chị, là nhiều set trà neo lắm. Lên rồi, lên rồi. Vòng set trà neo mã 1 là 800 chị ơi. Chị nào lấy nguyên set là 1.500.000. Nguyên set là 1.500.000 chị. Rồi em qua mẫu luôn nha, em lên set trà neo nữa cho các chị nè. Set trà neo 02 bao model luôn. Có cái giá là 800k một vòng. Cho xem bông hồng tím. À cái bông em đang đeo đó chị ơi, 250 chị. 250 miễn phí ship luôn đó chị ơi. Chị đặt chốt. À bông có ở đây mà. Đây bông giống em đang đeo đít đẩy đây mấy chị. Bông giống em đang đeo đít đẩy 250 miễn phí ship. Mà các chị comment cho em là bông set 25 kèm màu, kèm số tại cho em màu nào cũng có. 250 miễn phí ship. 250 miễn phí ship. Bông set 25 màu nào cũng có, màu trà, màu trắng, màu đỏ, màu gì cũng có hết chứ chị. Chị nào chốt comment giúp giùm em là set trà neo 02 kèm số điện thoại cho em 1.500.000. Chị nào lấy cái vòng 800 nhận 250. À, cái đôi bông 250, cái mặt 250. Chị nào chốt comment cho em là set trà neo 02 kèm số điện thoại cho em. Set trà neo 02. Set trà neo 02 1.500.000 một set mấy chị. 1.500.000 một set. Rồi em qua mẫu luôn. Set 11 1.400.000. Set 11. À, chị nào lấy cái vòng 650. Chị nào lấy cái vòng 650. Chiếc nhẫn 300. Cái đôi bông 250. Đôi bông 250. Cái mặt 250 luôn mấy chị. Set 11 1.400.000. Chị nào chốt comment cho em set 11. Set 11 kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị ơi. Có cái giá 1.400.000. Đơn hàng là đi miễn phí ship hết cho các chị. Có ký hiệu vàng bên trong, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn. Cái set 133 để đây em chưa like nè. Set 133 đúng rồi. Cái đây là cái set màu tím, set 26. Set 26. Set 26 nó nhỏ hơn cái set 25 em đang đem. Nó có cái giá 1.500.000 đó. Chị đã chốt comment cho em set 26 kèm màu, kèm số điện thoại cho em 1.500.000. Set 26.
chị nào chốt comment cho em là set 26 kèm số điện thoại em, set 26 1.500.000, màu nào cũng có cho các chị hết, màu nào có hết chị ơi. Rồi set 133 bao đẹp luôn, chà neo mẫu mới, ở bên trong lòng có ký hiệu vàng hết cho các chị. Bên em làm trang sức đồng đỏ, chị huyết áp tay tay chân, rút mồ hôi tay chân cho tất cả các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đây mấy chị ơi, set 133 1.500.000, nhẫn chị nào muốn mua 280 miệng ship, cái vòng 800. Đôi bông 250 luôn mấy chị, đôi bông 250. Rồi cái mặt của nó là 250 miệng cái ship luôn mấy chị, mặt 250, đôi bông 250, nguyên một cái set. Đây là bao model cho các chị luôn, bao model bao đẹp luôn. Em lập phía sau chà neo lại cho xem nhé, chà neo mã máy đó chị, chà neo mã máy vậy chị. Đây chị ơi, cái hàng mà em đang like đây là em đeo, em like qua 5-6 tháng luôn á, hàng cũ hoàn toàn em mấy chị. Khi em ship hàng cho các chị nguyên trong kiện, bao bóng sáng bao đẹp, bên em cho các chị còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nữa, cho nên mấy chị yên tâm cho các chị được kiểm tra hàng nữa nha mấy chị. Set 133 1.500.000, bao bóng sáng bao mới nguyên trong kiện luôn. Em ship hàng cho các chị là hàng còn nguyên trong kiện, bao bóng sáng chứ không phải cũ giống em đang like đâu mấy chị, yên tâm. Chị nào chốt comment cho em set 133 kèm số điện thoại cho em 1.500.000. Set 133 rồi em qua mẫu luôn. Set 26 màu xanh lá màu nào có ấy mấy chị ơi, màu trắng, màu trà, xanh lá, xanh dương, màu tím nhiều lắm. Chị nào chốt comment cho em là set 26 kèm màu kèm số điện thoại cho em 1.500.000. Set 26 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 1.500.000. Rồi chị đã chốt comment cho em set 26 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Có nhiều màu lắm đấy chị, nhiều màu lắm. Set 26 rồi em qua mẫu anh nhét giùm em đôi bông rồi nha, nó rớt ra rồi. Chiếc bông nó lỏng, nó nít sẵn. Rồi bây giờ em sẽ lên bây giờ em sẽ lên cái set bao đẹp cho các chị nha. Set 0707 rất là modern luôn mấy chị ơi. Nó có màu xanh dương, có màu xanh dương và màu đỏ. Đây một set 1.500.000, bao sang bao đẹp luôn. Chị nào muốn mua chiếc nhẫn là 300k miễn phí ship, cái vòng 800k miễn phí ship, cái đôi bông 250 miệng phí ship, cái mặt 280 miệng phí ship. Chị nào chốt comment cho em là set 07 kèm màu kèm số điện thoại cho em, có màu đỏ và màu xanh dương. Set 07 nhẫn kim tiền chân em đang đeo, kim tiền chiếc 150 miệng phí ship, nhẫn kim tiền đôi 170 miệng phí ship nha chị, 170 miệng phí ship. Rồi bây giờ em sẽ lên set 07 màu xanh dương. Set 07 màu xanh dương cho các chị. Em chào tất cả các chị mình đang theo live nha. Đây. Set 07 màu xanh dương bao đẹp luôn các chị. Chị nào muốn mua lẻ cái gì nhớ mã set giùm em, bên em bán hết. Nó móc khóa không em? Vòng chà neo có chị ơi, khóa hai bên, khóa hai bên như giống vòng này nè chị, khóa hai bên, chốt hai bên đó chị, vòng nào cũng chốt hai bên hết. Set 07 kèm số điện thoại cho em 1.500.000, các chị kèm mã là kèm số điện thoại cho em. Set 07 1.500.000. Rồi giờ em lên set con công cho các chị nè.
lâu lắm rồi không lên xét con công rồi đủ màu vậy các chị luôn. Đây các chị, cái màu đồng đỏ nó đẹp như chất vàng 18k cho nên các chị mình yên tâm ha, làm mới tại nhà, chanh xà bông rửa chén rửa sạch sẽ sấy thật nóng, khi nào nó cũ thì các chị mới làm mới thôi ha. Xét trà neo á, quên lộn, xét công 41 1.500.000. Chị nào muốn mua chiếc nhẫn 300k mẹ mới ship, cái vòng 800, đôi bông 250 hả? Cái này thì nói màu nào có đây, còn lại hai cái đấy rồi. Đôi bông 250, cái mặt 250, xét con công, bao đẹp bao sáng luôn đó chị ơi. Xét con công, chị nào chốt comment cho em là xét công kèm màu kèm số điện thoại cho em, nhiều màu lắm, xét công 1.500.000. Rồi chị nào muốn mua lẻ cái gì bên em bán hết cho các chị mình luôn. Xét công 1.500.000. Các chị kèm mã vàng kèm số điện thoại giúp em ha. Xét công nó có màu xanh dương vậy em mấy chị. Xét công có màu xanh dương. Xanh dương. Em thoại lên xét cho các chị. Tại vì em nói cái màu đó thì các chị thích cái màu nào thì chốt màu đó, màu xanh lá. Xanh dương xanh lá. Màu tím, xanh dương, xanh lá, tím, trắng, trà, màu trà, xanh dương, xanh dương, xanh lá, tím, trắng, trà, con công nha mấy chị. 1.500.000 một set mấy chị ơi. Đó, 1.500.000 một set. Màu trắng này, màu xanh dương nè, màu tím này, màu trà này, xanh lá này. Xanh lá, xanh dương, trắng, trà, tím. Nhẫn đá chị đeo bao nhiêu? Nhẫn á, em đang đeo đây, nhẫn mã 71 270 ship. Nhẫn 85 370 ship, màu nào cũng có. Cái nhẫn em đang đeo đây có màu trà cho các chị luôn ha. Màu trà, màu đỏ hả? Trà màu đỏ hả? Màu trà, màu đỏ, màu cẩm thạch. Em đang đeo màu cẩm thạch. Nhẫn mã 71 200, nhẫn 85 300. Nhận 97 250, có nhiều màu lắm mấy chị. Nhận 97 250, nhận 32 250, nhận 104 300, màu nào cũng có. Nhận đây là nhận mã, nhận mã mấy ta, nhận đây số 7, nhận mã số 7 250, có 3 màu. Rồi bây giờ em sẽ lên cái set trà giống em đang đeo cho các chị. Em lên cái set trà giống em đang đeo. Em đang đeo là cái set 25. Em đang đeo cái set 25 màu tím. 1.500.000 một set. Đây bây giờ em sẽ lên màu trà. Có đủ màu cho các chị luôn. Cái set em đang đeo có đủ màu cho các chị luôn ha. Chị nào muốn xem màu gì thì nói em lấy lên cho các chị xem. Cái vòng là 800, vòng là 800. Chiếc nhẫn là 300 đó chị. Chiếc nhẫn 300. Cái đu bông 250. Đu bông 250, cái mặt 280. Chị nào chốt comment cho em là set 25. Các chị kèm màu và kèm số điện thoại lên nha chị. 1.500.000, set 25 màu trà, em đang đeo màu tím. Nhiều màu lắm. Chị nào thích xem màu gì nói em lấy lên cho chị xem. Vòng mã 13 400. Chị nào chốt comment cho em vòng mã 13 kèm số điện thoại giúp em luôn. Có giá 400k luôn đó chị. Vòng mã 13. Vòng rồng 500. Vòng rồng vàng kèm số điện thoại giúp em luôn. Có cái giá là 500. Vòng rồng. Các chị kèm mã và kèm số gọi lên số đơn cho các chị. Vòng rồng 500. Vòng 43 400. Vòng 43 kèm số gọi đem 400. Vòng 43. Vòng kim tiền đôi nó còn rớt ở mặt đây nè. Vòng kim tiền đôi 400. Vòng kim tiền chiếc 250. Vòng kim tiền đôi 400.
vòng kim tiền chiết 250, kèm mã kèm số điện thoại với em luôn mấy chị ơi. Vòng kim tiền đôi là 400, vòng kim tiền chiết là 250 luôn mấy chị. Vòng 23 có cái giá là vòng 23 nó bị rớt mất hồn mấy chị. Vòng 23 nó có cái giá là 700, nhận 23 250, nhận 23 250 để em chim hoặc ngọc đưa giá đẹp nha. Lắc bi lớn 300, bao đẹp mấy chị ơi. Lắc bi lớn 300, lắc bi lớn 300, dây bi lớn 550, lắc bi lớn 300, dây bi lớn 550 luôn mấy chị. Lắc bi lớn là 300 mà dây bi lớn là 550. Dây bi nhỏ cũng 550 luôn mấy chị. Dây bi nhỏ 550. Có nhẫn hộp xoài nhỏ không? Có nghe chị. Chị nào chốt comment cho em là dây bi nhỏ kèm số điện thoại cho em. 550, lắc bi nhỏ 300. Dây bi nhỏ 550, lắc bi nhỏ 300. Các chị kèm mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị. Rồi. Vòng mã 47 400. Chị nào chốt comment cho em vòng 47 kèm số điện thoại cho em đúng chị. Có cái giá 400. Vòng 47 không có quá nha mấy chị. Vòng 22 600. Vòng 22 600, nhẫn 22 200. Nhẫn 22 200, vòng 22 600. Kèm mã kèm số điện thoại cho em. Cho chị xem set trắng. Set trắng giống em đang đeo hả chị, hay là set 11 hay là set 12? Cho xem set trắng em, chắc set 25 á. Lấy em xem. Vòng mã số 9 có cái giá là 600 luôn đó chị. Vòng mã số 9 600, nhận mã số 9 200. Nhận mã số 9 200, vòng mã số 9 600. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chút đơn mấy chị rồi ok chị. Vòng bát nhã 350, nhận bát nhã lớn 200, nhận bát nhã nhỏ 170. Cho chị xem nhẫn 1, 2, 3 nhé. Ok chị, màu gì chị ơi? Màu gì chị? Chị đợi chị siêu nay nhẫn. Hả? Kệ nó cứ lên đi chứ bây giờ. Ấy mà, like cho các xem nhé, để chờ. Vòng mã 17, các chị yên tâm. Cái màu đồng đỏ nó rất là đẹp. Nó chuẩn đẹp, màu vàng 18K luôn mấy chị. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị nè. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn. Để em mở khóa ra luôn. Đây mấy chị, bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn. Cái màu nó rất là đẹp nha mấy chị, chuẩn đẹp màu vàng 18K 100%. Nhà nghiên cứu người ta đã nghiên cứu thành công cái màu vàng 18K cho các chị rồi. Đây các chị xem. Vòng mã 17 600. Vòng mã 17 600, nhận mã 17 200. Nhận mã 17 200. Rồi ok các chị, bây giờ em quên mất màu xanh. Không, chị kêu nhận 1 2 3 màu xanh. Rồi cái đây là vòng Nam Mô A Di Đà 380 miệng phí ship các chị. Vòng Nam Mô A Di Đà 380 miệng phí ship. Con kỳ lân vàng 24K nhiêu để xỏ vào vô tay đó em. Để xỏ. Chị ơi, em con kỳ lân. Em đọc giùm em comment đó. Rồi cái này là cái set 25 màu trắng này, bao đẹp này chị. Ồ. Kỳ lân bên em đồng đỏ thôi chứ không có đồng vàng á chị. Nó chuẩn màu vàng 18K, đồng vàng là 24K. Bên em có đồng đỏ thôi. Con kỳ lân con lớn là 200 chị ơi, con nhỏ 150. Con lớn là 200, con nhỏ 150. Đây chị, lớn 200, con nhỏ 150.
Đây set 25 đây chị ơi, để chị chờ lâu. Set 25 màu trắng. Chỗ bao đẹp luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. Độ bền của nó là ngang ngửa vàng 18k luôn mấy chị. Mấy chị lấy búi trà son đánh tạt da thoải mái, cái phần dưới đây không sợ bay màu đâu. Đánh thoải mái. Còn cái phần trên này thì vệ sinh bằng bóp đánh răng sạch sẽ, chanh xà bông rửa chén cũng được, mà kem đánh răng cũng được, tùy mấy chị. Có máy sấy thì sấy thật nóng, rửa sạch sấy thật nóng giùm em. Đây các chị ơi, set 25 kèm màu, kèm số loại cho em, màu nào cũng có. Có màu trà, màu hot nhất cho các chị luôn á. Có màu trà đẹp nhất. Rồi, nói chung là chị nào thích màu gì thì chốt màu đó. Chị nào muốn mua lẻ cái gì, bên em đi đơn hàng lẻ và miễn phí ship cho các chị hết. Đây set 25 1.500.000. Tất cả các chị mình đang nhắn Messenger hoặc là Zalo, ngày mai nhân viên mới rét nhắn được các chị ơi. Ban đêm nhân viên nghỉ hết trơn rồi. Chắc là 8 giờ sáng mai tới 5 giờ chiều mấy chị ơi. Rồi chị đã chốt comment giùm em là set 25 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, màu nào cũng có. 1.500.000. Set 25 đeo thay thế vàng 18k hoàn toàn luôn mấy chị. Em chào tất cả các chị. Thái Phan này nó cứ gọi hoài. Đây mấy chị ơi, đây là cái set 25, set 25 màu xanh lá đẹp lắm mấy chị. Chị nào chốt comment cho em là set 25 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 1.500.000. Rồi màu xanh lá, bao đẹp luôn mấy chị ơi, bao đẹp luôn. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho mấy chị. Rồi em qua mẫu luôn. Nhẫn 1, 2, 3 đây chị ơi. Xanh lá đây chị ơi, xanh lá đây 300. Nhẫn 1, 2, 3 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 300. Đây màu cam. Đây màu tràng. Đây màu tím. Mình cho qua món này. Màu tím, màu rêu, màu trắng. Chị nào chốt comment cho em là nhẫn 1, 2, 3 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 300k miễn phí ship. Đeo cả đời luôn mấy chị ơi, bao model luôn á. Đeo cả đời luôn cũng sợ với màu nữa mấy chị. Chị nào chốt comment cho em nhẫn 1, 2, 3 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 300. Nhẫn 1, 2, 3. Các chị kèm màu, kèm số điện thoại cho em, chốt đơn các chị. Nhẫn mã 1, 2, 3 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, 300 luôn các chị ơi, 300. Rồi em qua mẫu luôn. Đã xong rồi. Nhẫn mã 93 250. Chị nào chốt comment em nhận 93 kèm số điện thoại cho em, 250. Rồi các chị mình muốn mua gì comment lên giúp em nha. Nhận mã 115 200 màu nào cũng có. Chị nào chốt comment cho em nhận 115 và kèm số điện thoại cho em, 200. Nhận 115 màu nào cũng có cho các chị hết. Nhẫn mã 116 250. Chị nào chốt comment cho em nhẫn mã 116 và kèm số điện thoại cho em, 250 luôn mấy chị. Nhẫn mã 116. Nhẫn mã 117 250. Nhẫn mã 117. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giùm em. Bên em là trang sức đồng đỏ. Cho xem vòng xanh lá đang đeo. Vòng xanh lá, à đó rồi, nãy đó hả? Rồi, em đang đeo cái nhẫn đây, nhẫn mã 32 250 mấy chị. Nhẫn 104 300. Nhẫn mã số 7 250. Nhẫn 118 có 4 5 màu gì á mấy chị. Có cái giá 200. Nhẫn 118 kèm số điện thoại cho em, cho em cái mâm dây đi đây luôn, em la dây luôn đi rồi tí lắm. Anh chị nói gì á? Cho xem vòng trên tay chị, sát trong tay phải. À cái này hả chị? Vòng mã
Vòng mã 40 chị ơi, cho em bì vòng lên đây luôn. Vòng mã 40 màu nào có ấy mấy chị? Nay chưa like rồi. Vòng mã 40 em đang đeo màu trà 850 chị ơi. Vòng này có nhiều màu lắm. À, chị nào thích màu gì comment rõ giùm em lấy lên cho chị xem. Có dây nào nhỏ nhỏ luôn mặt không mà không có mặt các chị ơi. À, quên lộn. Ý là mặt các chị phải mua riêng, mặt nhiều lắm mà các chị phải mua riêng. Mặt nhiều lắm các chị. Đây đây để em like đóng mặt cho các chị nha. Dây liền mặt thì bên em không có nha mấy chị. Còn các chị phải mua riêng. Có vòng xi men vàng chanh không? Dạ không chị ơi. Nhẫn 23 để trắng em xem. Nhẫn 23 là nhẫn nào á? 23 vòng hả? À nhẫn 23 à. Đâu rồi ta? À kêu bỏ ngoài kia hết trơn. Nhẫn 23 này nó cũng bị rớt mất cái hồn ngọc. Nhìn nó xấu. Hàng em đang like hàng tủ nó cứ rớt hoài. Nhẫn 23 250 chị ơi. Chị là chốt comment cho em nhẫn 23 kèm số điện thoại cho em nha. Có vòng kim tiền không? Có nghe chị. Có vòng kim tiền chị ơi. Vòng kim tiền này không có khóa 47 400. Vòng 47 kèm số điện thoại em 400. Vòng mã 13 400. Vòng mã 13 kèm số điện thoại giùm em 400 đó chị. Vòng mã 13 400. Vòng kim tiền đôi 400, vòng kim tiền chiếc 250 khóa bật. Vòng kim tiền chiếc là 250, vòng kim tiền đôi là 400. Nhận kim tiền chiếc 150 miễn phí ship, nhận kim tiền đôi 170. Trang sức đồng đỏ mấy chị. Chủng đẹp màu vàng 18K, siêu bền siêu đẹp. À, bên em vòng lưới kim tiền nhiều lắm. Để em ra vòng lưới kim tiền với chị nha. Trang em xem, đặt đường em xem. Hả? Trang em xem gì? Cho em xem bông xét 25. À, chị Nguyễn Văn Nhi ơi, màu gì? Chị phối mặt với. Khi nào em like mặt xong rồi chị chọn mặt riêng chị ơi. Cái này đấy. Mặt nhiều lắm. Để em like cái đống mặt này cho các chị nha. Mặt túi tiền nhỏ 230. Không, tay phải đeo á. Cái này nhận là vòng này là vòng 25 800. Vòng này là vòng 40 850. Còn cái xi men em đang đeo này là một bộ là 7 chiếc 600k một bộ. Chị nào chốt comment cho em là xi men 2 ly mã 2 kèm số điện thoại cho em. 2 ly mã 2. Rồi. À, mặt túi tiền nhỏ 230 miễn phí ship. Mặt túi tiền nhỏ kèm số điện thoại cho em 230. Mặt 165 280 miễn phí ship hết nha mấy chị. Mặt 165 kèm số điện thoại cho em 280. Mặt 165. Nói gì? Mặt mã số 9 250, mặt mã số 9 luôn. 280. Chị nào chốt comment cho em mặt mã số 9 là kèm số điện thoại giúp em với chị ơi. Mặt mã số 9 280 điểm phía dưới hết nha mấy chị. Mặt set 25 giống em đang đeo 280 miễn phí ship. Mặt set 25 kèm số điện thoại cho em 280 màu nào cũng có. Mặt 80, mặt 68 250. Mặt 68 250. À, mặt mã mặt túi tiền cá chép 280. Chị nào chốt comment cho em mặt túi tiền cá chép và kèm số điện thoại cho em 280. Mặt mã 71 200 màu nào cũng có. Mặt mã 71 200 cho xem bông xét 25 màu trà rồi ok chị. Nhẫn tay phải á. Nhẫn tay phải á. Nhẫn 32 250 miễn phí ship. Nhẫn 104 104 300 màu nào cũng có. Nhẫn mã số 7 250 chị ơi. Nhẫn mã số 7 250. Rồi bây giờ em like vòng lưới cho các chị đây. Vòng lưới kim tiền mã số 1
600. Chị nào chốt comment cho em là vòng lưới kim tiền mã số 1 kèm số điện thoại cho em. Nhận lưới kim tiền mã số 1 có luôn 250. Nhận lưới kim tiền mã số 1 250, vòng lưới kim tiền mã số 1 600. Đây bông trà đó chị ơi, bông xét 25 giống em đang đeo đây. 250. Lít đẩy. Chị nào chốt comment cho em là bông xét 25 kèm màu kèm số này em giống em đang đeo rồi đó chị. Màu gì cũng có, màu nào cũng có, bao đẹp luôn. 250. 250. Vòng lưới mã số 3 600. Vòng lưới mã số 3 600, nhận lưới trơn 200. Cho xem đi. Rồi dây chuyền chờ em tí nha chị. 32. Để làm em xem. À nhận 32 hả? Nhận 32 đây chị. Ồ nhận lưới trơn 200, nhận 32 250. Nhận 32 250 siêu đẹp. Vòng lưới mã số 3 600, đeo với nhận lưới trơn giùm em. 200. Nhận lưới trơn 200, chốt bên bay vàng không ạ anh hả? Cái bay đang like này không có lên thế mà. Bay đẹp. Rồi em lên một cái vòng lưới bao đẹp luôn mấy chị ơi. Vòng lưới kim tiền mã số 2 700. Vòng lưới kim tiền mã số 2 kèm số bài dây 700. 32 để răng xem. Rồi. À, nhận lưới kim tiền mã số 2 250. Nhận lưới kim tiền mã số 2 250. Nhận lưới kim tiền mã số 2 250, vòng lưới kim tiền mã số 2 700. Vòng lưới mã số 4 600. Vòng lưới mã số 4 kèm số điện thoại cho em 600. Nhận lưới mã số 4 250. Nhận hộp đỏ. Nhận hộp đỏ tay phải. Nhận 85 300 chị ơi. Nhận 85 màu nào cũng có 300. Nhận 85 300. Vòng lưới hoa văn 900. Nhận lưới hoa văn 300. 300. Vòng lưới con công 900. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới con công kèm số điện thoại thì em luôn có cái giá 900. Vòng lưới con công. Kiền mã số 3 giống em đang đeo 450. Mặt 07 208. Có khí hiệu vàng cho em phá hộp hết cho các chị. Chị nào chốt comment giùm em là kiền số 4 kèm số điện thoại. Kiền số 3 nhầm. Kiền mã số 3 kèm số điện thoại cho em 450 luôn mấy chị ơi. 450. Kiền bính 600. Kiền bính kèm số điện thoại cho em 600. Nó cũng mềm lắm chị. Kiền bính mềm lắm. Kiền bính kèm số điện thoại cho em 600. Kiền bính. Kiền dẻo 450. Kiền dẻo kèm số điện thoại cho em 450. Chào chị Nguyễn đẹp. Chào tất cả các chị mình đang xem live luôn mấy chị ơi. Kiền dẻo 400, mặt mã 61 250, màu nào cũng có. Kiền mã số 1 450. Chị nào chốt comment cho em kiền số 1 kèm số điện thoại cho em 450. À, phá hộp có khí hiệu vàng hết cho các chị. Cái mặt này siêu đẹp luôn, mặt 109 250. Màu nào cũng có. Mặt 109. Rồi em like nốt mấy cái vòng đây em lên dây cho các chị. Các chị mình muốn xem dây thế, dây cong hay dây gì, các chị comment rõ rõ. Dây phùng, dây xoắn, dây gì cũng có. Vòng lưới mã số 1 600. Chị nào chốt comment cho em vòng lưới mã số 1 và kèm số điện thoại giùm em 600. Vòng lưới mã số 1. Vòng mã 40 850. Vòng mã 40 kèm màu kèm số điện thoại nha. 850. À, 3 model luôn. Vòng mã 45 nha em nhầm. Vòng mã 45. Các chị kèm màu kèm số điện thoại cho em 850. Vòng mã 45. Đây vòng mã 40 giống em đang đen.
màu nào cũng có. 850. Màu rêu cho các chị luôn, màu trà, màu rêu. Vòng mã 40 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn các chị. 850, 850. Vòng 31 550. Vòng 31 cẩm thạch bọc vàng 550 cho em cái mông dây chuyền luôn. Vòng chữ H 900. Chị nào chốt comment cho em vòng chữ H kèm số điện thoại giùm em, 900 vòng chữ H. Vòng đì o 500. Chị nào chốt comment cho em là vòng đì o kèm số điện thoại giúp em, có cái giá 500. Ok, em mong dây chuyền. Ở đây là hả? Đúng rồi. Dây mã 85 550. Chị nào chốt comment cho em dây 85 kèm số điện thoại giúp em luôn chị, 550. Ở trên móc khóa có ký hiệu vàng hết cho các chị mình nha. Chào tất cả các chị mình đang xem live luôn đó chị. Các chị mình muốn mua gì cứ comment lên ha, em lấy cho các chị mình xem hết ha. Dây 22 650. À, chị nào chốt comment cho em dây 22 kèm số điện thoại giùm em, 650 dây 22. Bên em lắc rất là nhiều nha mấy chị, lắc nhiều lắm. Lắc mã 84 800. Lắc 84 kèm số điện thoại lên 800. Lắc 84. Lắc 69 lắc công phá hộp 400. 350. Lắc 69 kèm số điện thoại lên luôn 350. Lắc 69. Lắc mã 35 1 triệu 1. Chị nào chốt comment game lắc 35 kèm số điện thoại giúp em, lắc 35. Chị nào muốn mua lắc gì, muốn mua cái gì comment rõ rõ em lấy lên các chị mình xem nha. Lắc mã 83 700. Chị nào chốt comment game lắc 83 kèm số điện thoại giúp em, 700. Vòng cẩm thạch bao nhiêu? Vòng mã 31 550 chị ơi. Vòng mã 31 kèm số điện thoại cho em 550. Siêu bền siêu đẹp. Lắc cẩm thạch, lắc mã số 3 màu nào cũng có 550 luôn. Lắc mã số 3 kèm màu kèm số điện thoại cho em 550, nhiều màu lắm. Vòng mã 20 500. Vòng mã 20 kèm số điện thoại cho em 500. Dây 46 650. Chị là chốt comment cho em dây 46 kèm số điện thoại lên luôn mấy chị ơi, 650. Dây 46. Dây 98 750. Cho em nhé. Dây 98 750. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại lên nha. Kèm mã kèm số điện thoại đi. Dây 11 950. Chị nào chốt comment cho em dây mã 11 kèm số điện thoại lên 950. Dây mã 11. Dây mã 11. Dây sắm đi rồi ok chị. Dây 86 600. Dây 86. Chị đã chốt comment cho em dây 86 kèm số điện thoại nha, 600 dây 86. Chào chị Lâm Trương nha, chào tất cả các chị đang xem live. Ở bên em là trang sức đồng đỏ nha mấy chị, chuẩn đẹp màu vàng 18k cho các chị mình đeo thời trang luôn mấy chị. Dây xoắn lớn có cái giá 1 triệu. Chị nào chốt comment cho em là dây xoắn lớn và kèm số điện thoại cho em, ở trên móc khóa có ký hiệu vàng hết cho các chị. Dây xoắn lớn kèm số điện thoại em có cái giá 1 triệu. Dây xoắn lớn. Chị nào chốt comment cho em là dây xoắn lớn và kèm số điện thoại cho em nha. Dây xoắn lớn 1 triệu, lắc xoắn 400.
lắp xoắn có cái giá 400. Dây xoắn nhỏ, dây xoắn nhỏ đâu, dây thay xoắn nhỏ có cái giá 900. Dây xoắn nhỏ 900. Các chị chốt kèm mã kèm số này nha ha. Dây xoắn nhỏ là 900. Dây xoắn lớn là 1 triệu luôn đó chị. Dây xoắn lớn 1 triệu. Dây kim tiền 1 triệu tư. Chị nào chốt comment cho em dây kim tiền kèm số điện thoại với em luôn các chị ơi. Có cái giá 1 triệu tư. Dây kim tiền, dây kim tiền kèm số điện thoại với em. Dây phụng 1 triệu lắp phụng 400. Dây phụng 1 triệu lắp phụng 400. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại với em số đăng các chị. Dây phụng là 1 triệu, lắc phụng là 400. 400. Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300. Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300. Để lại vòng bi luôn. Vòng bi là so tay to tay nhỏ thì đeo cũng được. Vòng bi mã số 8, 700. Chị là chốt comment cho em vòng bi mã số 8 kèm số thoại nha luôn đó chị. 700. Vòng 34 500. Chị là chốt comment cho em vòng 34 kèm số điện thoại giùm em 500. Vòng mã 34. Vòng bi mã số 3 500. Vòng bi mã số 3 kèm số điện thoại giùm em 500. Vòng bi mã số 2 500. Vòng bi mã số 2. Vòng bi mã số 1 500. Chị đã chốt comment cho em vòng bi mã số 1 kèm số ngoài em 500. Vòng bi mã số 6 650. Vòng bi mã số 6 kèm số ngoài em 650. Lắc bi tì hưu đá kèm màu kèm số ngoài em 380 để cái ship màu nào cũng có. Lắc bi tì hưu đá kèm màu kèm số ngoài em. Tí nữa về mẫu với em nha nha. Lắc bi tì hưu to nhỏ 550. Chị đã chốt comment cho em lắc bi tì hưu to nhỏ kèm số điện thoại cho em 550. Lắc bi tì hưu to nhỏ. Các chị kèm mã kèm số điện thoại cho em. Lắc bi mã số 4 350. Lắc bi mã số 4 kèm số điện thoại cho em các chị ơi 350. Lắc bi mã số 4, lắc bi đồng đỏ nha mấy chị. Lắc bi mã số 3, 350 luôn. Lắc bi mã số 3 kèm số điện thoại cho em 350. Lắc bi mã số 2, 300. Lắc bi mã số 2 kèm số điện thoại cho em 300 mấy chị. Lắc bi mã số 2. Cái độ bền của nó là ngang ngửa và 18k luôn mấy chị. Đồng vàng và đồng đỏ là nó đeo chị huyết áp tay tay chân rút vào hôi tay chân cho các chị. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Lắc bi mã số 1 350. Lắc bi mã số 1 350. À, các chị mình kèm mã và kèm số điện thoại với em trước đây tất cả các chị. Vòng chân đồng đỏ 700k một cặp 2 chiếc 2 cây. Vòng chân đồng vàng 600. Vòng chân đồng vàng 600, vòng chân đồng đỏ 700. Rồi lắc công nhỏ nhỏ rất là đẹp. Lắc mã 70 400. Chị đã chốt comment cho em lắc 70 kèm số điện thoại cho em 400. Lắc mã 70. Bên em là trang sức đồng đỏ chuẩn đẹp màu vàng 18k luôn đó chị. Lắc 12 700. Chị nào chốt comment cho em lắc 12 kèm số điện thoại nha. Lắc 12 700. Lắc 85 1 triệu. Lắc 85 kèm mã kèm số điện thoại nha. Các chị mình muốn mua cái gì cứ comment lên giùm em lấy cho các chị xem.
À, chị nào thích chốt đơn qua Zalo cũng được, trên mạng em có hai số Zalo đầy đủ hình ảnh trong đó. Mai có nhân viên vét nhắn các chị. Lắc 035 1,1 triệu, trên móc khóa đều có ký hiệu vàng hết cho các chị. Lắc 035 1,1 triệu kèm số điện thoại em ơi. Lắc 035, lắc này hết rồi. Lắc 82 1,6 triệu hết rồi. Chị nào chốt comment cho em lắc 82 kèm số điện thoại cho em, có cái giá 1,6 triệu. Lắc 82 bao đẹp luôn chị ơi. Lắc 82, lắc 82, lắc công 27 500. Chị nào chốt comment cho em lắc công 27 kèm số điện thoại cho em, có lắc xương cá không chị ơi. Lắc 72 900, lắc xương cá. Chị nào chốt comment cho em lắc 72 kèm số điện thoại cho em, 900. Lắc 72, lắc phá hộp nha mấy chị, lắc phá hộp. Lắc xương cá là 900 chị ơi. Lắc 72 kèm số điện thoại nha. Lắc mã 78 1,1 triệu. Lắc 78 và kèm số điện thoại giúp em, có cái giá 1,1 triệu. Lắc 78, lắc kim tiền 900 rồi. Ok chị Huỳnh Hương nha, lắc kim tiền kèm số điện thoại giúp em, có cái giá 900. Lắc kim tiền, các chị kèm đúng mã kèm số điện thoại giúp em chút đơn cho các chị. Rồi em lên một cái lắc mã số 5 bao đẹp luôn. Lắc mã số 5 2 cây 1 triệu. Chị nào chốt comment cho em lắc mã số 5 kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị ơi, có cái giá 1 triệu. Lắc mã số 5, lắc mã số 5. Rồi em lên cái lắc đang lật nhỏ rất là đẹp luôn. Lắc 17 600, lắc 17 và kèm số điện thoại giúp em, có cái giá 600. Lắc mã 17, lắc mã 25 950, lắc mã 25 kèm số điện thoại cho em, 950. Lắc mã 46 1 triệu, lắc mã 46, lắc 46, lắc nhiều quá mà lại mít không hết được, lại mít không hết được lắc. Lắc mã số 8 900. Chị nào chốt comment cho em lắc số 8 kèm số bài cho em rồi, bạn qua bài cho em cái chuyện lúc nha. Xem vòng tay kim tiền đi buộc tạm. Mã bao nhiêu chị ơi? Vòng tay kim tiền đi buộc tạm. À, vòng kim tiền đôi ni nào cũng có nha mấy chị, ni nào cũng có. Vòng kim tiền đôi là 400, kim tiền chiếc là 250 giùm em. Kim tiền đôi là 400, kim tiền chiếc là 250 giùm em nha mấy chị. À còn vòng kim tiền, vòng lưới kim tiền đây là mã số 1, ni nào cũng có. 600. Vòng lưới kim tiền mã số 1 kèm số thoại cho em, 600. Còn đây là vòng lưới kim tiền mã số 2, 700. Ni nào cũng có. Mấy chị comment giùm em rõ rõ vòng lưới hay là vòng kim tiền đôi giùm kim chiếc em lên cho nhanh. Vòng lưới kim tiền mã số 2 700. Vòng kim tiền mã 13 400. Vòng kim tiền mã 13 400 đó chị ơi. Cầm tay ra. Chị là chốt comment cho em vòng kim tiền mã 13 kèm số điện thoại cho em, 400. Vòng kim tiền 47 400. Cái này là không có khóa. Vòng kim tiền 47 400. Rồi các chị mình muốn mua gì comment em giùm em nha. À, trên bảng em có hai số Zalo. Chị nào chốt đơn qua đó cũng được, mai có nhân viên rét tin nhắn cho các chị. Dây mã 105 750. Chị nào chốt comment cho em dây 105 kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị. 750. Dây 105. Dây 105.
dây 64 600, dây 64 kèm số ngoài men 600, dây 64, dây than lập nhỏ nhất rất là dễ thương luôn, dây 63 700, dây 3 chỉ, dây 63 kèm số ngoài dây 700. Trang sức đồng đỏ các chị rửa tại nhà luôn, các chị làm mới tại nhà, đánh chanh với xà bông rửa chén sạch sẽ sấy thật là nóng, cách làm mới đồng đỏ tại nhà và sáng có đẹp mấy chị. Dây 87 650, dây 87 650, dây cong bao đẹp luôn, dây 45 800, dây 45 kèm số điện thoại cho em 800, dây 45, dây 49 850, dây 49 850, dây 52 1 triệu 1, phá hộp, dây 52 1 triệu 1, các chị chốt để mã kèm số thoại với em chú Nam cho tất cả các chị. Dây mã 94 950, dây 94 950, dây 24 bao đẹp luôn, dây 24 800, dây 24 kèm số điện thoại cho em với chị ở 800, dây 24. Dây 33 800, chị nào chốt comment cho em dây 33 kèm số điện thoại giúp em, dây 33 800, dây 90 800, dây 90 các chị kèm mã kèm số điện thoại cho em, dây 90 800, rồi em lên một cái dây cong bao đẹp luôn, dây 63 1 triệu 3, phá hộp, chị đã chốt comment cho em dây 63, dây 36 em nhầm, dây 36 kèm số điện thoại cho em 1 triệu 3, dây 36, dây 100 1 triệu 1, dây 100 1 triệu 1, dây 25 800, dây 25 kèm số điện thoại cho em 800, vòng cặp vạn lý là 450, vòng cặp vạn lý 450, vòng cặp kim cương 400k, vòng cặp kim cương 400k, vòng chạm bọc có ni em bé ni người lớn luôn 400, vòng chạm bọc à, kèm mã kèm số điện thoại cho em, vòng chạm bọc 400 có ni em bé luôn nha mấy chị. Rồi cho em cái mâm nhẫn đi, đây đây trên đây có mâm nhẫn đâu, dây còn nhiều lắm em chưa like hết cho các chị đâu. Bây giờ các chị có thể kết bạn Zalo, ngày mai nhân viên sẽ gửi ảnh cho các chị xem rõ hơn, đầy đủ mẫu mã trong đó luôn á chị, chụp rất là rõ luôn á chị ơi. Chị nào muốn mua lắc loại gì thì comment giùm em lấy lên các chị xem, lắc nhiều lắm á chị, lắc 77 có cái giá 1 triệu, chị là chốt comment cho em lắc 77 kèm số điện thoại cho em. Bên em là trang sức đồng đỏ nguyên chất, chị huyết áp tay tay chân rút mồ hôi tay chân, bảo hành trọn đời không bay màu cho các chị, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Lắc mã 20 750, lắc mã 20 kèm số điện thoại cho em, lắc mã 20 750, lắc mã số 1 900, lắc mã số 1 kèm mã và kèm số điện thoại cho em mấy chị ơi, lắc mã số 1 900. Bây giờ là em sẽ là nhận cho các chị nha, nhận cho các chị, đây là lắc vải trắng, lắc mã 41 1 triệu, chị là chốt comment cho em lắc 41 và kèm số điện thoại cho em luôn ha, lắc 41 có cái giá 1 triệu luôn mấy chị, lắc 41. Rồi em ra nhận cho các chị.
nhận 04 kèm màu kèm số điện thoại cho em 250. Chị nào chốt comment cho em nhận 04 kèm màu kèm số điện thoại cho em 250. Đơn hàng với shop em đi là miễn phí ship cho các chị mình hết. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn. Nhận 04. Các chị kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Nhận 121 200. Nhận 121 và kèm số điện thoại giúp em có cái giá 200. Màu chuẩn đẹp màu vàng 18k cho các chị mình đeo thời trang. Rồi bây giờ em tiếp tục lên nhận nha các chị. Nhận mã 123 có cái giá là 300. Chị nào chốt comment cho em nhận 123 kèm màu kèm số điện thoại cho em 300. Nhận 123 có cái giá 300k. Rất là nhiều màu cho các chị chọn ha. Bao sang bao đẹp. Nhận 123 300. Nhận 125 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Nhiều màu lắm đó chị. Nhận 125 208. Chị đã chốt comment cho em nhận 125 kèm màu kèm số điện thoại.